Không cười. Bấm máy là ngồi cười mình vậy đó. Mỗi lần cứ bấm máy lên là ngồi cười ngang vậy. Anh nghĩ gì trong đầu rồi á? Tại vì mỗi lần mà mình nghĩ ra được cái gì á mọi người, thì mình mắc cười trước thôi. Trước mắt á là mình bật máy lên chào mọi người, sau đó mình tắt máy, mình triển khai kế hoạch cho mọi người. Giờ sao ta? Hay là nói luôn? Thôi nói gì nói luôn chứ. Bây giờ mình thôi để mình tắt máy đây, giờ giao nhiệm vụ lộn, giao nhiệm vụ cho ông Minh, vụ bé ra nha mọi người. Lâm đồng bên nữa. Nói gì nữa trời? Nói gì anh ngồi anh nghĩ sao anh cười mình không? Tự nhiên cười. Thảo nó lay. Lay gì tự nhiên cười mình mấy chị. Tự nhiên. Mấy chị không hiểu gì, không hiểu cái gì chưa? Ông nghĩ trong đầu á. Tính ra nãy giờ chưa hiểu gì luôn. Lần nào cũng vậy chứ. Mà thí dụ mà không có con Thảo á thì anh nói được, có con Thảo cái nó đờ á, nó lầy. Tự nhiên, nó đờ á, nó lầy anh luôn. Mẹ ơi, vài cái nữa cho nó, cho nó ra câu chuyện ơi. Bây giờ cũng là giờ gài con bé nào được không, đúng không? Thảo nói, Thảo chào mọi người, Thảo. Vô. Hello, em chào mọi người. Rồi, xung vậy nói nữa. Gì thì vậy? Nói luôn đi. Hello, em chào mọi người. Nói luôn đi Thảo. Nãy giờ nó không nói được 10 chữ luôn. 4 chữ, 6 chữ rồi. Nói luôn đi Thảo. Thôi mà kể luôn rồi. Không, ý là nói chuyện không, gì nói chuyện về, thôi, nói chuyện thôi, rồi lát rồi. Rồi lát mình tắt máy mới bàn. Mới đi sắm đồ Tết. Thôi bây giờ bỏ hết đi, bỏ hết làm lại từ đầu nha. Bây giờ anh chỉ em nè, anh chỉ nào cái anh không, bây giờ anh chỉ nè, anh nói luôn cái kế hoạch là mình sẽ cho mình bán như thế nào đúng không? Rồi xong bắt đầu anh tắt cái máy, rồi xong bắt đầu là em nói luôn. À, thôi để tắt đi. Mà khỏi đi, giờ anh cắt ra. À, bây giờ em làm luôn đi. Mình em giao kế hoạch luôn, em nói luôn, em kêu để mình ngồi lại dụ bé thôi, đơn giản vậy. Rồi. Rồi làm lại nha. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người. Giờ em nói em kêu Minh vô dụ bé hả? Không, mà em phải nói dài ra nha. Nói đơn giản vậy thôi, nói xong mình lát mình tắt máy mình màn kỹ mà. Làm lại. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hello, chào mọi người. Nói Thảo. Mọi người đợi em xíu nha, để em kêu ông Minh đi vô dụ anh bé ra cái đã. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Em cười hoài lắm. Nói vậy đúng rồi. Thì nãy giờ đúng mà em có nói sai đâu. Không, bữa nay ngon anh Hùng. Đúng. Bữa nay ngon. Không, hồi nãy. Thôi làm lại nghỉ. Anh nhắn. Làm lại nha. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người. Hello, chào mọi người. Mọi người đợi em xíu nha. Để em kêu mình vô bé ra đó. Đó đúng rồi. Ý là mình nói là hello mọi người nha. Hôm nay là mấy anh em mình chưa nào như thường lệ, mình chưa nào cũng hợp lại mình làm cái màn tròn cho mọi người xem á, đúng không? Rồi, nhưng mà tại vì bữa nay anh Hùng anh bị em lay đơ sao á, anh không nói được, anh mới kêu anh nói. Thì bây giờ trước mắt là đúng rồi, trước mắt là mở máy lên chào mọi người thôi, còn mình bàn tính mà kỹ lưỡng gì đó là để mình tắt máy rồi mình bàn bằng không, mình bàn kế hoạch đó, mình cho anh bé đó bây giờ để một mình anh Minh, để một mình anh Minh ngồi lại dụ con bé ra thôi. Rồi làm lại nha. Hello. Ông Minh nó cười trước à, rồi không có cười nữa. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người. Im, anh đang im cho nó chào rồi, nó không nói gì đâu. Em im giống anh à. Mình chỉ cần hello thôi để mấy Thảo nói. Hello, xin chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người. Hello, chào mọi người. Ngồi ở đây là để bàn kế hoạch cho bé, cho mọi người xem á. Cho mọi người xem á. Mà giờ phải mình mở máy lên mình chào mọi người thôi, chứ còn mà
kế hoạch như thế nào thì giấu. Nó không chắc chỉ nó nói còn kế hoạch nên như thế nào là mình giấu nha mọi người. Tại vì mình nói ra nó không có vui. Biết trước không có vui. Hay được chưa? Được chưa? Làm lại cái nó nghe cái nó thôi tao chịu quá. Mấy anh pin được à? Đâu mất đi. Đổ pin đó mọi người. Rồi. Hello, chào mọi người. Hello, chào mọi người. Lát đổ điện thoại quay. Như như thường lệ là mấy anh em mình ngồi ở đây là để bàn kế hoạch cho anh bé nha mọi người. Nhưng mà giờ hả, để mình bắt cái máy lên mình chào mọi người trước đã. Rồi xong rồi mình mới xong, tắt máy. Xong rồi giờ mình tắt máy, mình để cho một mình ông Minh nó lại thôi. Để dụ ông bé ra rồi mới cho ông bé được. À, vậy được rồi. Chưa có đó, được không? Được điện thoại không? Không thì lát lấy điện thoại quay giờ nó hết pin rồi. Nó chào. Để mình tắt nguồn rồi sao? Chào không hết pin. Không bây giờ giờ mình đổi qua đi lấy điện thoại mình. Nó làm cái mày sao hỏi không mà muốn hết pin. Lấy điện thoại mình nhét lên giống, giống Hùng quá anh Hùng. Cái đi với em nó nói chị Linh ở ngoài biển nó có sóng. Có gió. Ngoài biển có gió cho nên nó mới có sóng. Đúng rồi. Đúng rồi. Thì đó. Thôi đúng rồi, thôi tại sao mọi người đi từ thì đúng rồi ngoài biển nó có gió. Cài nó để cho nó hết pin lấy điện thoại mình. Ai nhét điện thoại mình lên kia. Đi, đi vô. A few moments later. Đi đâu vậy? Đi đi nói làm sao? Rồi thiệt vậy không? Thiệt chứ sợ nãy giờ nói thiệt. Mình cái mặt này thiên gia sao nó ai tính? Bây giờ nói với em, có hai anh em nói chuyện chơi luôn. Chuyện chơi với mấy anh em mà thiệt chứ trời. Có một bữa giờ xuống là có con Hùng đó. Hùng sao nữa? Cái suối gì, cái tán con Thảo, chọc con Thảo, quẹn con Thảo gì thôi. Chứ nghĩ sao em thích Thảo. Là con nội Hùng suối hả? Ờ, mình nghĩ đúng rồi, cầm đó chuyện giao phá hoại cái hạnh phúc người ta, suối nó này nọ. Thấy vui làm theo vậy thôi, chứ nghĩ sao mà em thích. Suối vậy mày cũng lấy, mày cũng nghe theo ổng. Ờ, thấy vui làm theo chơi vậy thôi chứ nghĩ sao mà em thích đó. Có mấy lần, cũng mấy lần trước vậy đó. Cũng quen gái xong mà thấy nó phiền phức với lại nó hành mình khó chịu lắm. Giết nhãn luôn á, không thích, giờ nghĩ tới nó là thấy sợ. Là nó không có quen gái là cái em bỏ hả? Ờ, cũng có thử một hai lần nhưng mà rồi nó không thấy nó nhán hết. Đúng rồi, cái này là giống anh à. Còn cái đó anh cũng quen cua vậy, cái quen dính á. Ngồi nói chuyện nó tay màu nhộn chết luôn. Bởi vậy nó em vậy. Bỏ luôn. Em cũng thấy anh đấy kiểu giống em á, nó kiểu mà khó chịu người luôn á. Ừ. Để mình nói vậy từ ví dụ cái hạnh phúc nào đến mình hợp cái mình quen mình cưới sao. Giờ quen ba bánh bèo cũng ngồi nhổ cũng chết. Giờ nghĩ vậy mới không mới thấy con gái thấy sợ luôn á. Cái đúng là cái điểm này các em giống anh nè. Thiệt. Này mà đúng hồi xưa là anh em là kết nghĩa trăm năm anh em luôn á. Nghĩa gì? Thì cái điểm này em giống anh. Ờ giống. Thì bây giờ mình kết nghĩa y như là dạng hồi xưa Tứ Hải gia đợi ta gặp cái người ta kết nghĩa dạng tính tình giống nhau giống nhau á. Chị Hồng Kông á hả? Ừ thì dạng như là hợp cái hợp tính á. Biết rồi. Thấy không? Biết không? Biết đó giờ là cái anh em đứng lên kết nghĩa được cũng được vậy. Người ta trong đó là nó khác mà chứ giờ chị đứng lên chiếc dĩa. Biết em cứ nghĩ nguyên cái thời gian là có dễ gì có hai đàn ông mà cái bản tính nó giống nhau vậy. Ờ em thấy cũng hợp nhưng mà thì giống vậy bởi vì mình mới kết nghĩa trăm năm anh em. Bây giờ mình đứng lên mình kết nghĩa đúng không? Đó thì cái bây giờ em đứng lên. Mà anh làm sao em làm theo vậy á? Ờ thì anh nói á. Thì đứng cái giờ cái em anh phải nhắm mắt lại đi chứ làm vậy em ngại lắm. Không giờ mình nắm tay mình thời thôi. Thì anh nhắm mắt lại đi rồi em ấy chứ em làm thì những hai nhìn luôn. Là nhắm mắt lại mình ngước lên trời mình thời ha. Ờ nhắm mắt lại đi. À, là thì anh đọc sao em làm theo vậy. Bây giờ khi nào mà em nắm tay cái anh đọc y như vậy là thời cái thời trăm năm vậy đó. Ờ anh nhắm mắt lại không có hở chưa. Dạ có thở đâu. Ngại lắm á. Chơi mình từ tăng ngại ngượng ngùng mình. Bây giờ em cái em nắm là anh đọc luôn nha. Anh đọc sao em làm vậy đúng không?
giờ phải làm sao đây? À, bây giờ các em nắm tay vô là cái đọc câu thời luôn. À, nắm tay rồi. À, trăm năm bây giờ viên mãn mà. Bà đừng nói tào lao, hẹn sớm là nghe nha, tôi thể bà gì? Em về em nói với mấy hai luôn á,
thì nãy anh nói gì kết nghĩa cu thơ gì đó. Thôi thôi, cái hồi nãy rõ ràng tôi tưởng tay thằng Minh, tôi nói là trăm năm tình viên mãn bắt đầu nghĩa anh em. Không phải nào, tôi đâu nói không phải đâu. Sao mình xài thầm nói chuyện mình luôn. Anh bé à. Bà đi đâu, tôi ra tôi báo mẹ. Em